Xẹo lõm. Đây. Cặp xẹo lõm này là cái cặp mà cho đi chứng nhận giống. Lần này thì lõm lên giống lại tiếp tục cho ghép tiếp với xẹo tiếp. Cặp này thì con cái rất là to con. Đây. Coi như là to bằng con đực luôn. Lõm gạ mà xẹo chưa quan tâm. Rất là to. Cặp này thì lần đầu thì gặp nhau thì được 4 con. Đây là lần thứ 3 mà cặp này gặp nhau. Lần sau thì sẽ cho lõm ghép với lại một con đực khác. Lòi ơi, hai con cái.
chơi với nó đi. Nó đánh như thế. Ok rồi, cho sẹo vào rồi.